Cô gái này tên là Asin, do một lần vào rừng hái thuốc cứu mẹ mà thoát chết, trong khi cả ngôi làng của cô bị thảm sát. Với một lòng hận thù sâu đậm, cô luyện tập ngày đêm để mong đến ngày đòi lại công lý. Kỹ năng bắn cung của cô đã đến cảnh giới xuất thần nhập quỷ, mũi tên nào bắn cũng trúng hồng tâm, thậm chí còn xuyên thủng gốc cây. Cô có thể lặng lẽ đoạt mạng và bỏ đi không để lại tiếng động. Trong một lần tình cờ, cô phát hiện ra một bí mật động trời về thảm án của làng mình. Cô liền bắt tay thực hiện một kế hoạch trả thù tàn khốc. Bí mật đó là gì? Tại sao một thiếu nữ xinh đẹp có thể tạo ra một thảm kịch đẫm máu như vậy? Chúng ta bắt đầu luôn nhé! Người nữ chân được chia thành hai nhóm, tộc người thiện chiến tập hợp ở lưu vực sông Pa Treo dưới sự lãnh đạo của Pa Treo Uy. Bộ phận còn lại là người nữ chân nhưng sống ở Châu Sơn hơn 100 năm. Họ không được coi là người nữ chân và lại càng không phải người Châu Sơn. Phần lớn người Châu Sơn cho rằng những kẻ man di sống ở làng Phiên Hồ chỉ xứng đáng làm các công việc thấp kém. Asin là cô bé của tộc người nữ chân sống trên đất Châu Sơn. Một buổi đêm tĩnh mịch, Asin tay cầm ngọn đuốc lén đi vào ngôi đền bỏ hoang trên núi Piesa, vùng cấm địa của Châu Sơn. Sở dĩ cô bé đến đây vì hy vọng có thể tìm ra loại thuốc chữa bệnh cho mẹ. Khung cảnh ngôi đền vô cùng kỳ quái. Dưới ánh lửa le lói, những hình vẽ và chữ viết trên tấm bia đá của ngôi đền dần hiện lên. Đó là một truyền thuyết kể về con nai nọ đã ăn phải một loại cỏ lạ. Nó khiến cho con nai phát điên, nhảy xuống hồ nước dãy giụa và dần mất đi sự sống. Màn sương mù âm u bao trùm cả khu rừng. Con nai mở mắt sống dậy và đôi mắt nó trắng dã, đang lê bước loạng choạng. Đột nhiên nó thấy con hổ ở đằng xa, không những không chạy, nó giống lên một tiếng, điên dại lao về phía con hổ. Cuộc chiến kịch liệt diễn ra. Tất nhiên, con nai không thể nào tấn công được con hổ. Ngược lại, nó bị con hổ đè ra xé xác. Con nai đó đã ăn phải một thứ được gọi là cỏ hồi sinh, loại cỏ có tác dụng hồi sinh người chết sống lại, nhưng sẽ phải trả cái giá đắt. Sáng hôm sau, hai binh lính đang tuần tại Piesa phát hiện ra 15 thi thể. Tin đồn đã lan rộng khắp nơi. Phó tư lệnh Min Chirok của quân Châu Sơn ở Chupajin lập tức đến điều tra. Dựa vào những hình xăm trên tay, có thể phán đoán họ là người nữ chân của Pa Treo Uy lên đây hái sâm núi đã bị giết chết. Sau khi kiểm tra, Min Chirok đã phát hiện hạt vòng trong tay một thi thể. Loại hạt vòng này chỉ có hoàng tộc Châu Sơn mới có được. Lo ngại tin tức này sớm muộn sẽ lan rộng tới tai của Pa Treo Uy, phó tư lệnh quyết định đến làng Phiên Hồ. Tại làng Phiên Hồ, ông Tahap, cha của Asin, đang xẻ thịt con lợn rừng cho một phu nhân quý tộc địa phương, cho rằng người nữ chân là một dân tộc bẩn thỉu. Nữ phu nhân thanh cao đã nhục mạ ông khi dám chạm vào chỗ thức ăn của họ và ném miếng thịt dơ bẩn đó ra bằng một tấm vải trắng. Cũng vì thế mà lũ trẻ trong làng được một chầu thịt miễn phí. Ông mỉm cười mừng rỡ, nấu thịt lên cho mọi người. Asin lúc này từ vùng cấm địa lẩn về thì bị mọi người phát hiện. Cha Asin rất tức giận vì cô bé tự ý đến Piesa tìm sâm núi. Asin kể cho cha biết về loài cây lạ có thể hồi sinh người chết. Ông biết cô bé muốn cứu người mẹ đang bệnh nặng, nhưng ông cho đó là điều nhảm nhí. Và hơn hết, những kẻ lén vào đó sẽ bị binh lính xử tội rất nặng. Ông cấm Asin không được đến đó nữa. Hai cha con đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một đoàn lính triều đình kéo đến. Cả làng của Asin vội vàng khom người quỳ lại. Ông Tahap vội vàng tiếp đón và dâng lên cống phẩm. Phó tư lệnh cho ông biết việc 15 người nữ chân của Pa Treo Uy bị giết hại khi tới Piesa đào sâm. Phó tư lệnh muốn ông qua sông tung tin những người này bị sát hại bởi một con hổ. Tuy không hề tin một lời nào, ông đành chấp nhận làm gián điệp cho triều đình Châu Sơn để đổi lấy một chức quan. Tại quân doanh của Chupajin, tất cả 15 thi thể đã đưa về đây để hủy thi diệt tích. Cận vệ báo cáo những thi thể này không phải hổ sát hại mà là do người. Phó tư lệnh bình tĩnh như đã biết trước kết quả. Sự việc này vô cùng nhạy cảm. Quân Nhật Bản phía Nam đang lăm le xâm lược. Phía Bắc còn có mối đe dọa khác là quân đội nữ chân anh dũng thiện chiến của Pa Treo Uy. Có câu nói rằng, khi một vạn người nữ chân tập hợp thiên hạ sẽ gặp nguy hiểm. Nếu họ lấy việc này làm cớ để tấn công, thì Châu Sơn sẽ không chống đỡ nổi. Ông yêu cầu cận vệ không được để ai biết hung thủ thật sự. Trời tối muộn, phó tư lệnh lui tới phủ tiết độ sứ gặp Cho Biêm In, đang phải chịu phạt ở đây vì tội bỏ mặc bách tính và chạy trốn khi chiến loạn. Tên này rất bố đời ngang ngược, vì ỷ vào thế lực của dòng họ. Hắn coi sâm núi ở Piesa là tài sản của gia tộc, nên đã cùng tùy tùng giết 15 người nữ chân. Phó tư lệnh đã biết tất cả. Thay vì đưa kẻ có tội ra trừng phạt theo vương pháp, ông ta lại giấu nhẹm mọi chuyện và bắt đầu chiến dịch săn hổ để trấn an lòng dân. Trước khi đi không quên cảnh cáo tên ăn chơi, nếu ngài lại khiến đất nước gặp nguy, cho dù là con ông cháu cha cũng không thể sống yên, và bảo hắn ngậm mồm vào và đừng làm gì ngu ngốc. Ở làng Phiên Hồ, Asin không tin 15 người nữ chân thiện chiến lại chết vì một con hổ. Cô khuyên cha nếu nói dối sẽ rất nguy hiểm. Ông nói tổ tiên họ ngày xưa đã được Châu Sơn cưu mang, nên nhất định không thể phản bội ân huệ đó. Asin nhìn bóng lưng ông chèo thuyền xa dần. Sáng hôm sau, ông đến bộ tộc nữ chân Pa Treo Uy bên kia sông, làm công tác truyền thông bẩn, để tung tin đồn con hổ thành tinh trên núi đã ăn thịt người nữ chân của Pa Treo Uy. Còn Asin ở nhà chăm sóc cho người mẹ đang nằm liệt giường, vì thân phận hèn hạ nên sẽ chẳng y sĩ nào thèm đến. Cô bé bảo mọi người ở lại chăm sóc mẹ, còn bản thân chạy một mạch đến ngôi đền bỏ hoang. Asin lấy một nhánh cỏ từ trong bọc vải ra,
đối chiếu với hình vẽ cỏ hồi sinh trên bia đá. Cùng lúc này, phó tư lệnh đã tập hợp được một đám thợ săn vào rừng săn hổ. Theo như kế hoạch, họ sẽ giả vờ đi săn, nhưng mục đích là dồn con hổ tới huyện Piesa. Trong đám thợ săn cũng có vài võ sĩ nữ chân trà trộn vào. Thông thường hổ rất ghét tiếng kim loại nên nó sẽ tránh đi, nhưng bên phó tư lệnh lại phát hiện một điều kỳ lạ, dấu chân của nó lại tiến đến chỗ các thợ săn. Không ngoài dự đoán, các thợ săn nãy còn hăng hái, giờ nghe tiếng con mãnh thú họ dần sợ hãi lùi lại. Con hổ trong bụi cây trước mặt lao ra tấn công. Những kẻ không chạy kịp đã bị con hổ xé xác, nhưng nó chỉ cắn chết rồi lại lao đến chỗ những người khác. Phó tư lệnh cùng binh lính nghe tiếng hét ráo rác chạy tới, phát hiện một đống thi thể không lành lặn. Một ông lão còn chút hơi thở, cố gắng nói mấy từ. Nó là quái vật. Phó tư lệnh lệnh cho thợ săn rút lui, ông sẽ tự đi săn hổ. Đám thợ săn nghe báo hiệu liền tháo chạy. Mấy võ sĩ nữ chân cũng cởi bỏ lớp ngụy trang, chạy đi săn hổ. Phó tư lệnh cũng vội vàng truy lùng con dã thú. Bọn họ nhanh chóng chạy ra một đồng cỏ lau, thấy mấy võ sĩ nữ chân tới nơi. Nhiệm vụ của phó tư lệnh bây giờ không chỉ tiêu diệt con hổ mà còn phải chặn võ sĩ nữ chân lại. Những võ sĩ nữ chân chạy nhanh thoăn thoắt, họ nghe thấy tiếng con hổ liền dừng lại cảnh giác. Một tên cầm dao chạy về phía con hổ, nhưng lập tức bị tát chết. Võ sĩ khác bị chồm lên người, mặc cho hắn liên tục đâm vào đầu, nhưng con quái vật cũng chẳng hề hấn gì. Tên lính đang đi thăm dò thấy cảnh trước mắt thì sợ tột lùn, chưa kịp ra tay thì con hổ đã xông tới cho hắn đi bán muối. Võ sĩ nữ chân hùng tợn nhất lúc này cũng chạy tới vị trí con hổ, rút ra hai thanh đoản đao, đối đầu trực diện với con quái vật phía trước. Con hổ vồ cắn vào tay võ sĩ, võ sĩ hét lớn, quyết liệt chống trả. Phó tư lệnh nghe tiếng động chạy lại, phóng mạnh cây giáo vào đầu khiến nó chết tươi. Võ sĩ thở hổn hển đứng phắt dậy, rút dao cắm trên người con hổ ra mổ bụng nó. Hắn móc nội tạng ra thì phát hiện nó thối rữa như đã chết từ lâu. Vậy thì việc hổ ăn thịt người lên núi hái sâm là dối trá. Phó tư lệnh nói họ không chịu trách nhiệm cho cái chết của những người nữ chân vượt biên trái phép vào Châu Sơn. Võ sĩ tức giận và thề rằng cuộc trả thù đẫm máu sẽ bắt đầu. Asin trong rừng lúc này chuẩn bị ra về, cô bé thấy cái xác của người nữ chân bị bắn chết bởi một mũi tên khá đặc biệt. Cô bé có chút nghi ngờ nhưng vẫn quyết định rời đi. Ở nhà Asin, cậu em trai bỗng nghe thấy tiếng động, tưởng Asin về. Cậu bé ra ngoài xem thì thấy vô vàn mũi tên lửa đang bắn về phía ngôi làng. Người dân trong làng bất thình lình bị quân của Pa Chewi đột kích. Những người dân hiền lành bị Pa Chewi cùng đám võ sĩ nữ chân hạ sát thảm hại. Pa Chewi máu lạnh giết hết người trong làng, ngay cả đứa trẻ hắn cũng chẳng nương tay. Asin về tới nơi, khung cảnh tan hoang, không ai sống sót, dân làng bị treo cổ như tội đồ. Cô bé quỳ xuống khóc thảm thương. Trời mùa đông, tuyết phủ trắng xóa mặt đất. Asin thẫn thờ đi tìm phó tư lệnh với mong muốn Châu Sơn hùng mạnh sẽ giúp mình trừng phạt Pa Chewi. Nhưng ông ta nói đất nước không thể can thiệp vào chuyện riêng tư. Asin xin tiếp tục công việc gián điệp của cha, dưới trướng quân doanh của Châu Sơn ở Chupazin. Cô bé bảo rằng có thể trả thù vào 10 năm, 20 năm sau cũng được, và cô bé chấp nhận làm mọi thứ chỉ để trả thù. Phó tư lệnh ra lệnh thu xếp cho cô bé cái chuồng heo để ở. Asin ôm đồ đạc bước vào trong chuồng heo, cô bé phải chui lủi dưới kệ nằm cho đỡ rét. Cô bé không ngủ được, nằm nghĩ về quá khứ. Cô cầm cỏ hồi sinh trong tay dắp tâm trả thù. Dù Asin nhỏ tuổi nhưng ngày ngày đều phải làm việc vất vả. Ban đêm, Asin qua sông bí mật theo dõi doanh trại Pa Chewi. Ban ngày cô vào rừng luyện bắn tên. Thời gian dần trôi qua, Asin đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, với tài bắn cung thiện nghệ. Tất cả các mũi tên của cô đều bắn trúng một mục tiêu, thậm chí phát cuối cùng còn xuyên thủng cả gốc cây. Nhưng một cô gái xinh đẹp ở lâu tại quân doanh toàn được dựa, tất nhiên sẽ có những kẻ háo sắc muốn lợi dụng Asin. Với kỹ năng của mình, cô có thể dễ dàng cắt tiết bọn chúng, nhưng nếu làm vậy cô sẽ không thể ở lại đây tìm cách trả thù được nữa. Bao nhiêu năm nhẫn nhịn chịu đựng sẽ đổ sông đổ bể. Trải qua bao ngày do thám, cô đã hoàn thành xong bản đồ cùng thông tin của Pa Chewi và giao cho cận vệ. Tới một hôm, có hai tên lính đến đưa tin cấp báo, cuộc thương lượng với quân Nhật Bản bị gián đoạn. Nhà vua ra lệnh điều binh đến hỗ trợ, phó tư lệnh quyết định xuất chinh, để số ít quân ở lại theo dõi hành động của Pa Chewi. Màn đêm buông xuống, cận vệ đi đến tìm Asin. Thấy tên lính háo sắc quần áo xộc xệch bước ra khỏi chuồng lợn, cận vệ chỉ cảnh cáo hắn không được đến đây nữa, rồi giao cho Asin nhiệm vụ thâm nhập, để tìm hiểu động thái của Pa Chewi. Asin nhanh chóng lẻn vào quân doanh của Pa Chewi. Cô bước vào một căn phòng, rồi nấp đi khi thấy tên võ sĩ mang đồ ăn đến. Cô phát hiện ra một người đàn ông tàn tật, bị chặt đứt tay chân, xích lại như một con vật và chỉ được ăn chút cơm thừa. Đợi khi tên võ sĩ đi ra ngoài, Asin lại gần nhận ra đây chính là cha cô. Trên gông cổ có dòng chữ, gián điệp phản bội bộ lạc, phát hiện ra cha mình sống không bằng chết gần chục năm qua. Cô sững sờ, nén khóc lớn. Cô cố gắng kéo đứt xích cứu cha. Cha nhìn cô, van xin cô giết chết ông. Asin đau xé lòng, ôm cha đến khi trời sáng, rồi tuyệt vọng ra tay giải thoát cho ông. Thù hận dồn nén trong cô lại thêm bùng cháy. Asin lảo đảo bước về quân doanh Chupazin, đến giữa đường thì bắt gặp phó tư lệnh, cùng tên hoàng tộc địa phương đang xuất chinh. Cô ngỡ ngàng nhận ra mũi tên của hoàng tộc, chính là cái mà mình từng nhìn thấy trong rừng lúc còn nhỏ. Mang theo nỗi nghi ngờ, nửa đêm Asin lén vào thư phòng, giết chết tên lính canh, cầm chìa khóa, mở tủ lấy bản tấu thư ra. Asin tiếp tục phát hiện ra sự thật kinh hoàng về cuộc thảm sát làng Phiên Hồ. Vậy ra ngay từ đầu cô đã tin tưởng nhầm người, đến cầu cạnh chính kẻ thù mà không hề hay biết. Chính hắn đã ngụy tạo bằng chứng giả.
Trong cuộc đi săn hổ thành công đổ tội cho làng cô, hắn không do dự hy sinh làng cô để phủi bỏ tội lỗi của hoàng tộc. Bao nhiêu năm nhẫn nhịn chịu đựng, mạo hiểm tính mạng làm gián điệp, thậm chí còn phải cắn răng dùng thân thể phục vụ tên lính háo sắc, chỉ để đổi lại những lời dối trá. Từ sau giây phút sự thật giấu kín bấy lâu bị phơi bày, cô đã hoàn toàn trở thành một người khác. Tên lính háo sắc nửa đêm vào chuồng lợn tìm cô. Hắn thấy cây cỏ lạ trên giường thì hiếu kỳ vô cùng. Hắn nhấc lên xem thử thì bị Asin từ sau tiễn về trời. Asin dùng cỏ hồi sinh biến hắn thành xác sống. Xác sống đi ra cắn hai tên lính canh gác. Một tên chạy lên cầu thang thì bị cắn vào chân. Mấy tên lính bên trên cố gắng kéo hắn lên. Chúng dùng giáo đẩy xác sống ra nhưng không hề hấn gì. Lại còn bị nó đuổi cho chạy tụt quần. Trong phòng ngủ, một tên lính vừa đi vệ sinh xong bước vào, hắn định nằm xuống thì thấy có điều gì bất thường, giơ tay lên xem thì thấy vũng máu tươi cùng đống thi thể nằm bên cạnh, một xác sống nhổm dậy hành sự hắn, mấy xác sống khác cũng dậy theo bu kín người hắn, cận vệ ngồi trong phòng nghe thấy tiếng động, ông đi kiểm tra thì thấy một xác chết, trên vết rạch ở trán có găm cỏ hồi sinh, vừa chạy vào lấy kiếm thì xác chết lồm cồm bò dậy tấn công, nhưng ông ta nhanh trí ném lửa thiêu cháy và xiên kiếm vào bụng. Ở ngoài, đám lính chưa biết chuyện gì đang xảy ra đã bị đám xác sống bu vào cắn xé, cận vệ cùng một kẻ khác định thoát thân, chưa kịp mở cửa thì một kẻ bị hai mũi tên lần lượt găm vào tay và cổ. Asin trên mái nhà Dương Cung, cho tên cận vệ một phát giữa trán. Asin bước đi bình thản quan sát, bên dưới là doanh trại tan hoang, lửa cháy nghi ngút, mấy tên lính còn sống sót ra sức chống cự. Chúng chạy vào sảnh, đóng cửa trốn khỏi sự truy lùng của xác sống. Một xác sống chui vào được đè lên người tên lính. Vài kẻ xung quanh hợp sức giết chết nó, nhưng Asin không cho chúng cơ hội sống sót, cô bắn tên giết chết tất cả bọn chúng. Có tên lính chui vào một xó ẩn nấp thì bị Asin phát hiện, bắn tên xuyên qua đầu hắn. Một lúc sau, cả quân doanh đã không còn ai ngoài một đám xác sống, chỉ còn một tên lính may mắn thoát được, cố trèo lên mái nhà trốn chạy cầu cứu Asin. Asin lạnh lùng bắn tên xuyên qua bàn tay hắn, máu tươi nhỏ xuống thu hút xác sống bu lại sâu xé. Asin đổ dầu hỏa lên người bọn chúng, bắn mũi tên lửa cuối thiêu đốt tất cả bên dưới. Sáng sớm cả quân doanh biến thành một bãi đổ nát. Asin từ trong khói lửa bước đi, cô vào chuồng lợn, một tên lính còn sống đang bị treo như gia súc. Cô kéo lê hắn về làng Phiên Hồ, quay lại ngôi làng của mình. Những ký ức vui vẻ lại ùa về, sâu thẳm trong tâm hồn đang chất đầy hận thù ấy, đâu đó vẫn còn hình bóng cô bé Asin thở nào. Luôn nhớ đến những người thân đã mất và muốn mang họ trở lại thế giới này, cho dù giờ đây mọi người chỉ là những xác sống vô hồn và hoàn toàn không nhận ra Asin, nhưng chỉ cần như vậy cô cũng đã cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Trước đây đã không chăm sóc được cho mọi người, từ bây giờ cô sẽ đãi họ những món ngon. Asin bây giờ đã hoàn toàn biến thành một người khác, một kẻ không còn gì để mất, sống chỉ để khiến Chô Sơn và tộc người nữ chân sụp đổ. Kết phim, Asin tìm tới y sĩ Chô Sơn giao ra cỏ hồi sinh và mách ông ta cách sử dụng. Điều này cũng chính là khởi đầu cho những bi kịch sẽ xảy ra trong tương lai. Giải quyết xong, Asin tìm đến đội quân của Pacheri, đối diện tên thủ lĩnh tàn bạo. Cô không hề nao núng, dương cung tên nhắm về phía hắn. Bộ phim mang lại cho người xem đầy đủ cung bậc cảm xúc, từ sợ hãi, bất ngờ đến đau buồn. Dù là một cô bé trong sáng, mạnh mẽ, tính khí ngang tàng, nhưng phải sống trong một thế giới tăm tối, bí bách và ngập tràn khổ đau, thì cũng biến thành kẻ tàn nhẫn. Cuộc trả thù tàn khốc của cô đã khiến quá nhiều người vô tội phải bỏ mạng, nhưng với nỗi đau cô phải gánh chịu, những câu nói như lấy tình thương để hóa giải hận thù, giờ chẳng có ý nghĩa gì với Asin hết. Về phần Min Chi-rok, vị quan một lòng trung thành với quốc gia, không chút do dự mang người dân ở làng Phiên Hồ ra làm vật tế thần. Ông có thể là một vị quan tốt, nhưng là một người tốt thì không. Tuy nhiên, những toan tính của ông ta cũng chỉ mang đến sự yên ổn tạm thời, chứ không êm đẹp như mong muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Các bạn hãy ủng hộ bọn mình bằng cách ấn like và đăng ký kênh. Đừng quên bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video hấp dẫn trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.